Canh tác rau trong mùa mưa bão, nông dân trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phải triển khai nhiều giải pháp để giảm thiểu thiệt hại. Điều này không chỉ giúp người nông dân ổn định về thu nhập, đồng thời còn giúp cho thị trường rau củ ổn định nguồn cung. Trồng rau mùa mưa gặp nhiều bất lợi hơn so với mùa khô, bởi rau thường xuyên bị ngập úng, thối rễ, năng suất thấp. Tuy nhiên, nếu hạn chế được những tác động của thời tiết, thì vụ rau trong mùa mưa hiệu quả hơn do giá cả tăng cao hơn. Mùa mưa này thu hoạch thì nói chung là mình chăm dẫm nó rất là khổ sở cực lắm. Tuy rau nó rẻ một tí nhưng mà nó có số lượng thì mình cũng thu nhập cũng được, cũng đỡ. Vài năm trở lại đây, nhiều nông dân trồng rau trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã mạnh dạn đầu tư nhà lưới, áp dụng kỹ thuật công nghệ cao vào trồng rau, không chỉ cho năng suất, chất lượng cao mà còn hạn chế được những tác động bất lợi do mưa bão. Gần 10 năm trồng rau, anh Nguyễn Văn Tiên ở ấp Tân Ro, xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ hiểu được những khó khăn khi sản xuất rau vào mùa mưa. Nên từ năm 2020, anh Tiên đã mạnh dạn đầu tư dàn lưới 6.000 m², chi phí đầu tư ban đầu khá cao, khoảng 150 triệu đồng. Nhưng theo anh Tiên, nhà lưới này giảm thiểu được đáng kể tình trạng rau bị dập nát, thối rễ do mưa gió, ngập ứ nước dưới gốc và nhiễm các loại sâu bệnh phát tán mùa mưa. Trước đây, khi chưa có nhà lưới, sản lượng mỗi vụ rau của gia đình anh chỉ khoảng 12 tấn, giảm từ 6 đến 7 tấn so với mùa khô. Nay, sau khi đã đầu tư nhà lưới, sản lượng rau của gia đình anh hầu như không sụt giảm, đạt 18 đến 19 tấn một vụ, đồng thời rau tươi xanh hơn, giá bán cũng cao hơn. Trồng rau mùa mưa thì nó rất vất vả. Thứ nhất, cách nên niếp, sới làm thì nói chung vất vả, mùa khô rất nhiều. Chúng tôi cũng quyết tâm thuê mượn, vay mượn rồi cũng đầu tư lên cái dàn lưới thì nó hiệu quả là nó đỡ bị cái dập lá, đỡ đốm. Làm dàn lưới ở về cái mùa mưa thì mình yên tâm hẳn cái là không bị dập hay là nó bị đốm lá gì hết. Như mọi khi mà chưa làm dàn lưới, thường thường các cái đầu mùa mưa này là vẫn cứ bị đốm lá với lại dập. Mỗi khi mưa to là mình phải vất đi nhiều lắm. Cái năng suất của mình hầu như là nó giảm xuống tới 50%. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thống kê, vụ rau hè thu năm 2022, toàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trồng khoảng 1.750 hectare rau các loại, sản lượng gần 32.400 tấn. Việc áp dụng các phương pháp trồng rau tiên tiến như trồng rau trong nhà màng, nhà lưới ngày càng góp phần ổn định diện tích sản xuất rau vụ mưa hàng năm. Tuy nhiên, do chi phí đầu tư các mô hình sản xuất tiên tiến khá cao, nên nông dân vẫn chưa mạnh dạn và chưa đủ điều kiện đầu tư. Diện tích rau trồng trong nhà màng, nhà lưới vì vậy vẫn chưa nhiều. Để rau xanh đạt năng suất và chất lượng ở mùa mưa, ngành nông nghiệp khuyến cáo nông dân nên chọn các giống rau có năng suất cao, nguồn gốc rõ ràng, thời gian sinh trưởng ngắn, áp dụng kỹ thuật ươm cây giống trong khay hoặc túi bầu, vừa tiết kiệm thời gian vừa đảm bảo tỷ lệ sinh trưởng cao. Với canh tác rau truyền thống, nhà vườn nên sử dụng màng phủ nông nghiệp hoặc rơm rạ để phủ lên luống, tạo lớp che chắn cho rau khi gặp mưa gió. Đối với những chân ruộng thấp, trước hết phải làm đất lên luống, lên liếp cao, tạo mương rãnh thoát nước sâu để tránh gốc rau bị ngập úng, thối rễ, bật gốc.